qua một cây cầu đó, ta gọi là cầu khỉ cho cả nhà. Nhưng mà chặt xuống dưới gốc này á thì nó phẳng, nó bị già cứng lắm. Vậy đi ra qua bên đây kiếm thôi, nữa thôi kiếm được. Ấu lù nè cả nhà, mục như vậy mới có măng nhiều nè. Cái lọt xong rồi nè, cái tỉa phần da ngoài này tỏi luôn. Trời ơi, cái mục cứ nuôi thùm nuôi luôn. Nhí xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Nhí Cuộc Sống Ở Quê nè cả nhà ơi. Nay Ý đi ra ngoài hè đó cả nhà, ra mấy bụi tre nè, Ý đi kiếm những cái mục măng tre non vô ăn. Ở đây những cái cây tre này nó dài dữ lắm mà cả nhà, dưới cỡ này á, trời mưa mới có mưa lên, mới có mưa nên là măng nó chưa có nhiều cả nhà. Nè có mấy mục măng non nhỏ xíu nè, Ý không có chặt. Mình để dưỡng dưỡng đi cho nó bự để mình chặt, và Ý sẽ qua bụi tre khác bạn kiếm. Sao hễ nhiều nhiều bụi tre lắm cả nhà. Ý qua một bụi tre bên đây kiếm thử coi có không. Ở đây thì nó nằm cái ẩm ẩm á, nên là măng có khi là có hơn là bụi tre bên kia. Nè có nè cả nhà, cái bụt măng này nó cũng khoảng 5-6 tấc rồi cả nhà ơi. Ý sẽ chặt tới đây đi, tại dưới đây già lắm nên mình ăn cũng không có được. Nè cả nhà, nó cao rồi nè nên vẫn ăn được, chứ đây nó vẫn còn non nè. Nhưng mà chặt tuốt dưới gốc này á thì nó phẳng, nó bị già cứng lắm. Dĩ đi ra qua bên đây kiếm thôi, nữa thôi kiếm được một nữa cho đủ ăn luôn, bạn đem vô hầm ăn. Qua bên cái bụi tre bên sông nè, là bên cái con kinh, là cái mương nhỏ nè cả nhà. Ý sẽ đi qua bên cầu khỉ á, mình qua bụi tre bên đó đặng mình kiếm măng gì ăn nữa nha. Ý sẽ để bụt măng đây đi. Và Ý sẽ đi qua một cây cầu đó, ta gọi là cầu khỉ cho cả nhà. Đi cầu nó nhịp nhịp nữa. Ở chân giữa nó không có cái chân trụ tiếp đó cả nhà, nên nó hơi bị nhịp đó. Đây nó nhảy qua bên bụi tre bên sông rồi nè cả nhà. Vậy sẽ đi kiếm thử coi có không. Nói chung là hên xui nha cả nhà ơi. Ê con rắn. Không có đốm cả nhà, nên nó gai góc um tùm nha. Đi đứng đây nhìn thử là có hay không thôi à. Không có rồi cả nhà ơi. Giờ mình sẽ đi về qua bụi tre khác. Cả nhà ơi, mình đi dài bởi mấy bụi tre rồi, không có mục nào có mục một à. Thôi bây giờ mình sẽ đi vô nấu ăn luôn nha cả nhà. Măng cái chặt này đồng vô nè cả nhà. Hồi sáng á, Ý đi chợ á, Ý mua được vài cái ống tỉ heo á cả nhà nè. Ý cũng đã rửa sạch chủng nước sôi qua một nước rồi cả nhà. Được mấy cái ống tỉ hết sức ngon nè, vậy Ý sẽ hầm măng nha. Nè, với dụm heo nè. Với Ý để miếng thịt nạc cả nhà, Ý sẽ kho tiêu ăn kèm theo cho nó ngon á, có kho với có canh mặn mặn ngọt ngọt cho nó ngon cả nhà. Bây giờ Ý sẽ ốp ốp thịt trước. Ý sẽ để đây làm một muỗng rưỡi đường, bột ngọt này cả nhà, Ý để là nửa muỗng bột ngọt, hạt nêm nửa muỗng, để thêm tỏi sấy luôn cho nó thơm nha. Để làm nửa muỗng tỏi sấy.
tiêu, chứ không thể nào là thiếu nước mắm nha cả nhà. Rồi giờ Ý sẽ trộn đều lên, rồi Ý sẽ đi bắt nồi nước lên là Ý hầm. Rồi bây giờ Ý sẽ đi bắt nồi nước lên là Ý hầm thịt đi. Bữa nay Ý bắt cái nọng á cả nhà, nên cho bớt chùa nồi, để mỗi lần mà không bắt cái nọng á, quay xong rồi vô chùa nồi thấy bà luôn. Chứ để nước vô đặn cho nấu nước cho nó sôi là mình để thịt vô cho nước nó trong. Rồi sau Ý sẽ quay qua ướp thịt kho luôn. Rồi Ý sẽ ướp luôn cho nó thấm. Ý để nước màu vô. Mình trộn đều lên cho nó thấm, cho nó nước màu nó đều với thịt luôn đó nhà, thấm vô thịt luôn. Ý để là một muỗng đường, một ngọt, hạt nêm và một miếng nước mắm. Rồi để đây cho thấm thì mình nấu canh, canh nó xong là mình kho thịt luôn, là thịt nó thấm nó ngon nữa nha. Măng cây này nó già cả nhà, Ý sẽ không cắt nữa. Một măng chắc ra cốt xíu à. Tự nhiên là cả nhà. Rồi nước lên tim dữ rồi cả nhà, Ý sẽ đảo thịt vô. Để từ từ sợ nó văng. Công tỷ chà bá luôn. Ôi, hai mươi phải. Đi sẽ chán cái nọ, cái thau. Tại đồ niêm của mình trong đây không. Ý thấy một bục măng thì nó ít quá cả nhà. Ý sẽ đi ra trước cửa chạy quý này chạy đó. Giờ Ý sẽ kiếm thêm một nữa ra bên hông chạy, không có bộ tre nữa nè, nãy Ý quên nữa. Ý lo đi ra ngoài đồng không à. Trời ơi kìa. Một bột quá ngon luôn cả nhà ơi. Cái gì khỏi đi đồng được rồi, ra đồng chi, xong chết luôn. Ở trong đây là được rồi. Lù nè cả nhà, mục như vậy mới có măng nhiều nè, sắc ra mới ngọt nhiều măng nè, mục như vậy mới có nhiều măng nè cả nhà. Ý sẽ tách ngoài này luôn. Biết vậy mình khỏi ra ra đồng được cả nhà, ra đồng mấy mua cho em có một cuốc cột trước cửa chạy ấy một chà bá. Lột xong rồi nè, cái tỉa phần da ngoài này bỏ luôn.
Trời ơi, cái mực cuốn nu trời nu luôn. Rồi dĩ vô chạy sắt nữa, đang cho coi nồi thịt hầm của mình. Quý nó cũng lên bọt, ý sẽ hớt bọt đang cho phần nước mình nó trong á. Giờ mình quay qua mình sắt một manh của mình này cả nhà. Ô nô từ nô nè. Một măng này rất là nâu luôn nè. Chứ một măng này theo người ta là để khoảng 10 ngày nửa tháng nó ăn nó đừng bị uổng ở nhà, tại nó mới có lên nè. Nhưng ý măng nhà thì muối muốn ăn thì chừng nữa nó sẽ lên nữa. Rồi xong một mục nữa cả nhà ơi, gọi như là đủ ăn rồi nè. Một mục này sắt vô một đống luôn. Ý đợi cho nồi thịt ý sôi khoảng 2-3 dạo nữa ý để măng vô luôn. Tại vì măng của mình không có bị gục với cả nhà. Nấu hoài. Nồi thịt hầm của ý đã sôi dữ nãy sẽ vớt bọt ra đăng mình để măng vô luôn. Nè gỗ măng của ý đã rửa sạch rồi nè, để cho nó ráo rồi nè. Ý can ra đều, hầm măng này mình đừng có xơi quá ngay nhà, mình sợ xơi quá nó sẽ bị nước măng nó sẽ bị đắng không ngon á. Rồi nồi thịt hầm cái cũng đã hầm được cũng được 2-3 tiếng rồi nè cả nhà, ý nêm thử cái vừa ăn không đâu mình nhắc xuống. Còn rất là lạ nghe cả nhà, tại vì nãy mình nêm mỗi cái có một miếng là mình nếp á. Để thêm một miếng bột ngọt nữa. Hơn nữa muốn đường rồi cả nhà, nó có hồng ngọt rồi. Măng này nó ngọt không có vị đắng hết cả nhà. Một muỗng muối. Rồi bây giờ ý sẽ sắc hành để vô là vừa ăn rồi đó cả nhà ơi. Ý chừa lại miếng đằng hồi mình kho tiêu nữa cả nhà. Rồi là xong nồi đã thầm rồi nè, giờ ý sẽ nhắc xuống. Ý quên lấy cái nồi nhắc ra nữa. Rồi bây giờ ý sẽ kho thịt luôn. Nóng. Rồi ý sẽ để vô thêm một miếng tiêu nữa. Cái chảo nóng rồi cả nhà, giờ ý để dầu vô. Ý để tủ sấy kho luôn. Giờ ý để thịt vô. Thịt nó sắc rồi nè cả nhà. Giờ ý sẽ đổ nước vô. Mình kho cho thịt nó mềm. Mấy cái phanh giùm nó bự. Kho với nước đâu cũng hơi khô khô rồi nè cả nhà, ý để hành vô cho nó thơm. Mình xào qua xào lại chút xíu cho hành nó hơi gục gục chúng đi rồi cái là mình để tiêu vô nhắc xuống nha cả nhà.
Nồi thịt kho tiêu cũng đã khô kỹ, sẽ để dùng miếng tiêu và ít nhất xuống ăn cơm luôn. Nồi thịt ít nhất xuống nè cả nhà, mình nó còn sôi nè. Tại cái chảo đất của mình đó, nó nóng rất là lâu. Giờ hai chồng ăn cơm nha. Đâu để mình bới cơm nha. Cái chảo khô queo cả nhà, nóng nó còn sôi nè, lên tim lên tim luôn. Bữa nay đi đồng về hơi mệt, hơi đói bụng nha. Ăn cơm hơi nhiều chút ạ. Rồi, hai chồng Yến mời tất cả cô chú anh chị cho các bạn ăn cơm cùng hai chồng Yến nha. Mời cả mọi người nha. Yến ăn khô tiêu trước nè. Mặn ngon quá, không đắng luôn em. Nãy bên chị á, ra đây chặt mẹ được rồi, đi tuốt động hỉ hỉ ngoài động á, để chặn có một ngọn. Lúc nào măng này cũng ăn cũng ngon hơn măng tao bán ngoài chợ. Tùy theo sở thích của mỗi người thôi nha. Nhưng ý thấy măng này đó, mình ý hầm á, ý để vô thịt vô xoay khoảng chừng 2-3 dạo, ý hớt bọt xong cái để măng vô, hay là thịt nó mềm là măng nó cũng mềm theo cả nhà, nó rất là ngon. Ăn vô mà nó còn có độ dai của măng, độ giòn của măng chứ. Mà độ mềm nữa. Ăn cục giùm nè. Giùm này ngon nè. Em hầm lâu không? Thì mấy 2 tiếng đồng hồ. Dữ ha. Vậy là ồ, này này hơi mềm rồi nè. Ồ, nóng quá. Là thịt mềm quá cũng chưa mềm không? Không có rượu không? Ý không phải ăn rượu không cả nhà. Rượu mềm tới là được rồi. Nó còn độ dai của thịt đó. Cảm ăn là cầm phải bóc mưa thôi đẹp mới ngon. Chơi cầm gì sao ăn. Măng nó độ giòn mà nó mềm. Mấy măng dày dày nè, ăn nó sực sực sực. Nước măng không có vị nhẵn luôn cả nhà. Nó có thịt thơ đi quá, để tiêu rồi nhiều nhiều ngon. Ăn cái miếng tiêu có độ cay của tiêu ở nhà nó ngon. Mà tiêu ở đâu cay hổm bằng ớt đâu. Cho nước miếng nước đi. Chuẩn bị đồ chùa ta trước.
Cái này ý ăn cơm không, ý không thấy hai con chó qua. Thường ăn ăn hai ảnh nằm dưới giỏ chứ, đừng để xương. Mình nào làm như quên chứ. Nãy ăn cơm hơi trễ. Cái này cũng khoảng 1-2 giờ chiều đó cả nhà. Không đúng giờ ha. Chứ nãy ảnh đi cũng chưa hết rồi. Không có độ đắng nữa. Ừ. Có vị ngọt của măng. Tại thường là nếu mà nấu măng á, ta nói là đừng có sơ nhiều ha. Ừ. Sơ nhiều là độ măng nó sẽ bị đắng cái nè. Ồ, quất cốc bự nữa. Măng này là măng gai của mình, cả nhà, còn ngoài chợ bán nó dạng giống như là hình như là măng bánh tông vậy đó. Mấy cục này mới đã răng răng răng. Trắng sực sực. Lắm mới ăn lần nào hầm măng nữa ngon không? Nhầm khi á có nhảy bẻ măng vô nó không bị vị đắng nữa, mà chứ này không đắng nè. Nó có hơi vị đắng nhẹ. Còn bữa nay là không có đắng luôn. Cái này mà trúng bộ gan giả một cái ha. Thì bộ gan giả mà. Bữa nay là ở đây trời nắng em. Nhưng vẫn ngồi ôi ôi. Ừ, ôi ôi. Nắng xong rồi ôi ôi. Hai chồng mới ăn xong rồi cả nhà ơi. Vậy cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem hết vô quý cả nhà ơi. Cả nhà ơi hãy đăng ký subscribe kênh cái nhà ơi. Bye bye.